Vâng, xin chào toàn thể tất cả ông chí và các bạn nhé. Một cái câu hỏi rất là mang cái tính nhạy cảm, đấy là trùng cuối của Việt Á là ai? Rất nhiều cái đối tượng xuyên tạc thù địch đã lợi dụng cái vấn đề này để diễn biến hòa bình, đăng những cái thông tin sai sự thật về Việt Á. Công tác đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra vô cùng quyết liệt và có thể nói là không có vùng cấm, bất kỳ ai sai phạm đều bị xử lý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người tổng bí thư vô cùng đáng kính, vô cùng tự hào của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế mà rất nhiều đối tượng xuyên tạc đang lợi dụng để chia rẽ cái khối đoàn kết toàn thể dân tộc, làm ảnh hưởng cái niềm tin của chúng ta. Và chúng ta đừng có mà hãy làm những cơ dương hoàn ông Thái, những cái thông tin sai thuật, đặc biệt liên quan đến nội dung một số kênh liên quan đến Việt Tân hay là Đài Á Châu Tự Do, Nhân Việt vân vân, những cái trang xuyên tạc phản động có trụ sở nước ngoài chúng ta không nên tin. Đấy, Việt Á không có cái trùm nào cả và tất cả ai sai phạm đều bị điều tra và xử lý. Hiện nay có hơn 80 cá nhân tổ chức bị xử lý về vấn đề Việt Á rồi, đã toàn là những người có học vẫn học vị cao, và chúng ta cùng tin tưởng quá trình điều tra sẽ diễn ra nhanh nữa và tất cả những ai vi phạm đều bị xử lý. Thời gian gần đây nhất là liên quan đến giám đốc của Đà Nẵng, Khánh Hòa vân vân, Hà Nội, rồi là ông chủ của anh ấy, ông Nguyễn Thanh Long vân vân. Vì chúng ta cùng tin tưởng rằng những cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc nhất. Trùm ở đây là không có một trùm nào cả. Xin chào toàn thể tất cả đồng chí và các bạn.